MSON TV xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Em xin chúc cho toàn thể quý vị khán giả có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hiện tại bây giờ thì em Sơn đang có mặt ở xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang các bạn ạ. Hôm nay thì ở cái xã Nhân Mục này họ có tổ chức những cái chương trình gọi là hội diễn văn nghệ quần chúng ấy. Thì hôm nay em Sơn đã có mặt ở đây và hy vọng rằng sẽ ghi lại được một số những cái tiết mục văn nghệ của bà con đồng bào của người Tày ở đây. Và cũng hy vọng rằng sẽ có những thước phim đẹp nhất để truyền tải cho mọi người xem nhé. Một tiết mục múa Inh Lả ơi rất là tuyệt vời tại sân khấu Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mục các bạn ạ. Nhưng mà sân khấu này thì nó đang là ở trong trường trung học nhé, hội diễn văn nghệ quần chúng. Như các bạn quan sát thấy thì có các chị em đang có những tiết mục múa rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mời quý vị cùng đón xem.
là một tiết mục múa của 7 cô gái đại diện cho 7 dân tộc. Như các bạn quan sát thấy thì có 7 bộ trang phục của 7 dân tộc đã có những cái nét biểu diễn rất là tuyệt vời. Đó. Bây giờ thì đến lượt của các bạn khác rồi. Và chắc là Sơn sẽ lia qua khu vực khán giả cho mọi người xem tí. Mọi người thấy khán giả hôm nay đông chưa? Khán giả tại đây là sân trường trung học cấp 2 rồi các bạn.
tôi nói những tình là liệu có rồi đấy. Bây giờ thì ở trên sân khấu thì vẫn đang có một cái tiểu phẩm hài kịch mọi người ạ. Nhưng Sơn thấy nó có vẻ là hơi nhạt thì phải. Và chắc có lẽ bây giờ thì Sơn cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây thôi các bạn ạ. Bởi vì đây cho mọi người xem chút nhé. Bên trên sân khấu kia thì vẫn đang có một cái tiểu phẩm hài kịch gì đó. Nhưng mà Sơn thấy nó cũng nghe có vẻ là nó không có sự cuốn hút cho lắm. Vậy cho nên là bây giờ thì Sơn sẽ tạm thời để kết thúc cái video này tại đây. Và Sơn xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Sơn nhé. Hôm nay ở đây nó hơi tối các bạn ạ. Cho nên là hình ảnh mọi thứ nó không được đẹp cho lắm. Rất là mong mọi người thông cảm nhé. Rồi xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Xin bye bye.